Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Little Sài Gòn TV. Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả và sau đây xin mời quý vị theo dõi mục tin nổi bật trong ngày. Thưa quý vị, tất cả các hệ thống truyền thông của nước Mỹ sáng ngày hôm nay đều loan một cái tin rất là quan trọng liên quan đến Brazil. Đó là ông Tổng thống thất cử Jair Bolsonaro hiện nay đang có mặt tại Florida để chữa bệnh. Và ông không biết là ông tới nước Mỹ bằng visa ngoại giao hay là visa của một người bình thường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sáng nay nói rằng họ sẽ tìm hiểu. Và nếu trong trường hợp mà ông đến nước Mỹ với tư cách là một công dân bình thường của Brazil thì ông chỉ có thời hạn 30 ngày. Sau đó, nếu mà giấy chiếu khán của ông không còn hiệu lực nữa thì Bộ Ngoại giao sẽ loan báo tin này cho Bộ An ninh Nội địa để mà đưa ông Bolsonaro trở về lại Brazil. Tại sao ông lại đi như vậy? Như chúng ta biết là hôm 8 Tây Thánh Giêng vừa qua thì hàng ngàn người ủng hộ ông Tổng thống thất cử này đã tấn công trong nhiều tiếng đồng hồ vào ba cái cơ quan đầu não của chính quyền Brazil. Đó là Quốc hội, Tòa nhà Chính phủ và Tòa án tối cao của Brazil. Tối ngày hôm 9, tức là tối hôm qua đó, cảnh sát Brazil đã loan báo cho biết là họ bắt giữ rất nhiều người. Vụ tấn công này đó đã trở thành một cái điểm để cho thế giới thấy rằng cái nền dân chủ tại Brazil đã bị tấn công trực tiếp y như nước Mỹ đã bị tấn công vào ngày 6 Tây Thánh Giêng. Có một cái sự trùng hợp là cái hôm tấn công tại Brazil là ngày 8, trong khi đó thì hai ngày trước đó tại nước Mỹ, 6 Tây Thánh Giêng, người dân Mỹ kỷ niệm cái vụ mà những người ủng hộ ông cựu Tổng thống Donald Trump đã tấn công vào tòa nhà Quốc hội, và giờ phút này thì cái vụ tấn công đó vẫn là mục tiêu để cho cái việc mà phía bên Bộ Tư pháp đã điều tra và bắt giữ thêm những người mà dính vào cái vụ bạo loạn đó. Tin của cảnh sát cho biết là vào khoảng 3.000 người đã tiến chiếm các trụ sở của Quốc hội, Tòa án tối cao và Phủ Tổng thống của Brazil. Ngay lập tức thì Tổng thống đắc cử là ông Lula da Silva đã lên án vụ tấn công này và ông đặt toàn bộ lực lượng an ninh của Brazil dưới sự chỉ huy của quân đội, hiểu theo một nghĩa khác, tức là thiết quân luật tại Brazil. An ninh đã được kiểm soát lại sau hơn 4 tiếng đồng hồ đêm hôm qua. Thống đốc của thủ đô Brazil là Benedict Socha cho biết là 400 người bị bắt và cơ quan an ninh đang tiếp tục nhận dạng những cái kẻ tấn công vào những trụ sở của Quốc hội. Bản tin của CNN cho biết là người biểu tình đã phá hủy nhiều cửa sổ, đốt thảm của tòa nhà Quốc hội, phá hủy xe cảnh sát và đốt cả xe cảnh sát. Câu hỏi được đặt ra là liệu có sự tiếp tay của cảnh sát hay không trong cái vụ bạo loạn này. Bản tin của Ban Việt ngữ Đài Arabai cho biết là cái việc mà người ủng hộ cựu Tổng thống thất cử xâm nhập một cách quá dễ dàng vào các cơ quan đầu não của chính quyền Brazil gây ra một nghi vấn hiện nay trong dư luận. Thông tín viên của RFI tại Sao Paulo là Bernard Martin cho biết là điều gây ngạc nhiên là những người biểu tình đã xâm nhập một cách dễ dàng vào các trụ sở chính quyền trong bối cảnh rõ ràng là tình hình chính trị đang rất căng thẳng sau cuộc bầu cử. Những người ủng hộ cựu Tổng thống thất cử Bolsonaro phản đối chiến thắng của ông Lula và tìm cách chống lại tân Tổng thống. Những người này đã vượt qua hàng rào cảnh sát và có vẻ như không gặp phải bất kỳ một cái sự kháng cự nào của cảnh sát cả. Và họ đã phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của họ khi mà họ tiến vào Phủ Tổng thống, nhà Quốc hội và trụ sở của Tòa án tối cao ở bên Brazil. Thông tín viên RFI Bernard Martin nói rằng trên thực tế, họ đã nhận được sự ủng hộ ngầm của lực lượng cảnh sát tại thủ đô Brazil. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, thì Tòa án tối cao tại Brazil đã quyết định đình chỉ trong vòng 90 ngày chức vụ thống đốc vùng thủ đô của ông Bocha. Tại Florida thì Hoa Kỳ, xin thưa quý vị, thì cựu Tổng thống Bolsonaro sau 6 tiếng đồng hồ im lặng thì ông ta lên tiếng gọi là kết án cái cuộc tấn công đó. Ông khẳng định rằng việc chiếm và phá phách các trụ sở chính quyền là điều không được phép. Tất cả những diễn tiến này, đêm hôm qua thì phóng viên của đài NPR và đài NBC có mặt tại Brazil đã phỏng vấn rất nhiều người dân đi đường. Họ đều nói chung một quan điểm giống nhau. Họ bảo thực sự ra đó, nếu mà không xảy ra vụ bạo loạn 6 tháng riêng tại nước Mỹ thì có lẽ người dân Brazil không bị kích động bởi cái hình ảnh mà những người tấn công tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vì ủng hộ ông Donald Trump nhằm muốn lật ngược kết quả của bầu cử đối với ông Tổng thống Joe Biden.
Thậm chí có những người họ còn nói rằng chúng tôi đã nhìn cái hình ảnh của nước Mỹ như là một cái mẫu mực để có thể lấy lại được chính quyền, và họ cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận các máy đếm phiếu tại Brazil, đã bị gọi là có những cái người mà can thiệp vào để tìm cách thay đổi kết quả của bầu cử. Tất cả những luận điệu đó đều y hệt như luận điệu năm 2020 khi ông Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và những người ủng hộ ông Trump đưa ra. Tin mới nhất của đài Arabi cho biết ông Bolsonaro hiện đang có mặt tại nước Mỹ và chữa bệnh tại Florida. Và ngay sau khi cái vụ tấn công đó, thì thưa quý vị, ông Bolsonaro đã lên tiếng, mặc dù là chống lại những người biểu tình. Nhưng mà bây giờ thì bản tin mới nhất của đài Arabi cho biết là Steve Bannon, là một nhân vật thân cận và cố vấn cao cấp của ông Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng ca ngợi những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro tấn công vào tòa nhà Quốc hội Brazil. Và trong những ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Brazil, thì ông Steve Bannon và các chiến lược gia khác của ông Trump đã khuyến khích ông Bolsonaro làm giống y như ông Donald Trump năm 2020, tức là phản đối kết quả của bầu cử. Bản tin của đài Arabi, Ban Việt ngữ đã trích thuật phần tường trình của thông tín viên David Thompson gửi đi từ Miami, Florida cho biết, ngay cả trước khi Tổng thống Lula giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì ở hậu trường, cố vấn của Donald Trump trước kia là Steve Bannon đã góp ý cho những người thân cận với Tổng thống thất cử Bolsonaro là hãy làm giống y như ông Trump năm 2020, bằng bất cứ giá nào là không chấp nhận kết quả của bầu cử. Đó là lời của ông Steve Bannon nói với Bộ Tham mưu của ông Tổng thống thất cử Bolsonaro. Tin của tờ Washington Post thì cho biết vào cuối tháng 10 năm ngoái, khi ghé qua Mar-a-Lago, tư dinh của Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump ở tiểu bang Florida, thì một trong những người con trai của ông Bolsonaro là Eduardo đã nói chuyện với Steve Bannon. Và ông Steve Bannon dường như đã khuyên con trai của cựu Tổng thống Brazil là nên kích động các cuộc biểu tình tố cáo gian lận bầu cử giống như ở Mỹ vào những tuần trước khi xảy ra cuộc tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Một tháng sau đó, tức là tháng 11 năm ngoái, thì con trai của ông Bolsonaro đăng lại trên mạng Twitter một cái video của Steve Bannon ca ngợi các cuộc biểu tình phản đối của những người ủng hộ ông Bolsonaro tại Brazil. Ngày hôm sau thì cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Brazil của những người mà ông gọi là chiến sĩ của tự do, ông Steve Bannon viết trên mạng xã hội: ông Lula đã đánh cắp cuộc bầu cử, dân Brazil biết điều đó và hãy chiếm lấy các máy kiểm phiếu. Những lời bình luận đó được đăng trên mạng xã hội và được một cái người tên là Jackson Mueller, cũng là một nhân vật rất thân với ông Trump, lập lại. Và thưa quý vị, bây giờ thì người ta thấy rõ ràng ông Steve Bannon đã có vai trò kích động dẫn tới cái cuộc bạo động xảy ra tại Brazil hôm 8 Tây tháng Giêng vừa qua. Cá nhân chúng tôi khi mà nhìn những hình ảnh kẻ tấn công vào các cơ quan đầu não tại Brazil đó, nhằm chống lại một tổng thống đã được dân chúng bầu lên chính danh đó, thì quả thình tôi thấy rằng không khác gì cuộc bạo loạn tại nước Mỹ cả. Người Việt Nam mình có một cái thành ngữ là được làm vua, thua làm giặc. Có nghĩa là chiến thắng đó thì vỗ ngực bảo rằng tôi là người được dân chúng bầu lên một cách chính danh. Nhưng mà thua đó thì đi làm giặc, tức là chống lại cái người mà đã được thắng cử một cách chính danh qua một cuộc bầu cử dân chủ của một đất nước. Trong lịch sử gần đây thôi, nước Mỹ là một điển hình, cho nên không thể trách Brazil được khi mà có những người ngay tại nước Mỹ mà đã từng là cố vấn thân cận của ông Trump là Steve Bannon đã xúi giục dân chúng Brazil nổi lên chống lại chính phủ hợp pháp của ông Tổng thống Lula. Chúng ta chỉ cầu mong những kẻ bạo loạn sẽ sớm thua cuộc để trả lại cho cái nền dân chủ và những giá trị dân chủ của các quốc gia như là nước Mỹ và Brazil. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.